Chào mọi người. Sáng thức dậy hai anh em mình lại ra sông đi nhấc câu. Hy vọng hôm nay nhấc câu có thành quả mọi người ạ. Mình xuống đây đang có bạn trước. Xong lên trên này anh em nâng dần lên nhá. Ok, mời mọi người và các bạn cùng đi nâng câu cùng mình nhá. Dưới này là một số dây của bạn mọi người ạ. Rất đẹp. Lại có một con mọi người. Ngay chỗ cạn đó mọi người. Khu vực này nó nhiều đá. Đây bạn xuống kéo lên trước mọi người này. Có một con nữa này. Đó. Vậy là 3 giây được 2 con mọi người ạ. Bây giờ anh em mình cứ vừa nhấc vừa dỡ câu và nâng ngược lên mọi người nhá. Lúc nãy mình vừa xuống nhấc với bạn ở dưới kia 4-5 giây mọi người ạ. Thì đó nó được 4 con cá chạch khá to. Và trên này nó còn 2 giây đang nâng kiểu này này. Còn phía trên này mình mọi người ạ, mình đánh từ đây độ lên mọi người nhá. Vùng này mình có 6 giây vùng này. Không qua đánh xuống mắc mồi rồi ấy, phải đánh mọi người ạ. Nó không có đá. Nó nhiều cát quá. Bây giờ mình kéo lên xem thế nào. Thì dưới bạn lại được con nữa mọi người ạ. Cá chạch mọi người ạ. Đây vẫn được một con chạch mọi người này. Đó, đây là dây đầu tiên của mình nhá. Cá chạch. Ui giời ơi mà các bạn này. Bạn mình dây nó được 2 con này. 2 con to nó đang cười ấy. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, 2 con đây. 3 con 2. 2 hay 3? 2. Đó mọi người. Hôm nay nó được khá nhiều rồi, vậy là nó được 7 con rồi mọi người ạ. Có nhiều đấy cá, hôm nay nhiều cá mọi người ạ. Đây của mình trên này dây này để mình ra. Mình sẽ kéo dây chỗ này trước đi mọi người nhá. Xong khi lên trên này dây trên này xong. Tìm cái sâu này nó cũng thấy tiếc quá. Tìm cái sâu này ạ. Con vẫn có hàng bạn ơi. Con nó chết rồi, to này. Nó kéo vào hang mọi người ạ. 2 con 2 giây mọi người cũng được mọi người ạ. Đỡ cá mọi người nhá. 2 giây của mình có 2 con mọi người nhá. Thôi mình gỡ cá cái đã. Này, một cây này. té anh em ạ. Ui được. Có được một con nhỏ. Cái bìm hòn đá mình trên mình này. Ở dưới này có một dây đầu trên, một dây có 2 dây đấy mình nuôi vào nhé. Mọi người nhé, cá này là cá to rồi. Đó. Vị trí này mình đánh 2 dây rồi ạ. Hai con trạch và một con bị cua ăn mọi người ạ. Đây đây là 2 con này, đây nữa không được con nào luôn. Đây mọi người, con được 2 con mọi người ạ. Đó, mình tiếp tục gỡ câu đấy. Ở cái vùng to này mình có một số dây mọi người ạ, 7-8 dây gì đó. Bạn nó cũng vậy, nó đang nâng rồi. Chỗ này nó nâng lên 1-2 dây thì không có cá trạch. Mà chỗ này mình đánh bên kia, mình đánh bờ kia, mình đánh ra sâu mọi người kìa. Đánh ở đó hy vọng có dính được con cá lăng nào thôi mọi người ạ. Cá trạch thì khả thi nó không cao đâu. Chỗ này nó gành đá ở dưới mình ném mình cũng không biết đâu một lần luôn. Mình đa số phía bờ bên kia, mấy dây bên kia này. Đây có 1 dây chỗ này mọi người này, 1-2 dây dưới này. Bây giờ mình lấy dây ngoài này vào trước rồi nhé. Đầu các cái hòn đá luôn, đâu nữa mình tối mình cũng không nhìn thấy mọi người ạ. Có 2 con cá trạch nhá. Con mọi người ạ. Tạm tạm. Hả? 5 cái là cả con mô. Kia tôi có được đâu. Kéo luôn dây bờ bên kia lại luôn mọi người nhá. chỗ hòn đá bên kia. Con rồi về vậy 3 giây phía vào bên này là mình được 3 con, được 4 con rồi về nhá. Thôi mình đỡ câu và tiếp tục sang bờ bên kia, nâng mấy giây bên kia này nhá. Một lồng cua cắp là tốt. Chỗ này còn 2 cái dây áp suất, một sang một người này. 2 dây này là mình hy vọng có cá lăng mọi người ạ. Để mình ra lấy vào xem có hay không mình nhá. Cái chân thác mọi người này, đây cái một cái nhánh nó chảy sang đây này, thác nó chảy chính bên kia kìa. Còn mình không ra ngoài sâu đánh được mọi người ạ. Có đánh ở đây bạn đã đánh dây đây không được, dây chưa lôi lên, giờ lôi lên thật thế nào nhá. Nếu mà nó vào gần này lăng nó không được to, ném nó ngoài xa hay được con to, ngoài kia mình ném không được. Bây giờ để bạn nó kéo lên xem thế nào mọi người nhá. Và bạn lôi lên nào. Hy vọng cá lăng này, cuối cùng mọi người nhá. May mắn thì gió thôi. Ngày vách đá cạn, có cá mống. Đấy lăng chấm mọi người, đấy, chính nó đấy. May quá. Đây mọi người. May mắn cuối cùng là mỗi con này ông giật cá mình thì thấy cái thò lên đấy. Được không? Máy đi quay luôn. Chắc là cá rồi. Lăng suối đấy mọi người ạ, lăng sông nhá, cá đẹp mọi người nhá. Đó. vậy là anh em mình đã thu câu xong, mọi người đã kết thúc buổi câu rồi. Số lượng cá hôm nay thì nói chung cũng được thôi, chứ không phải được nhiều mọi người ạ. Bạn mình được con cá lăng là đẹp, mình chỉ được chạy hơn bạn một chút thôi. Thôi giờ mình cho mọi người xem hàng này. Đây là số lượng cá trạch của mình nhá. Đây của mình là cá trạch không này. Đó, chừng kg mà hơn một chút gì đó thôi mọi người, không được nhiều. Đây mọi người. Đó. Rồi, bên này là cá của bạn mình người này, đúng không? Cá lăng, cá trạch, rồi cá rô, khá nặng mọi người, được chừng cân rưỡi. Này, đó. Đấy, mọi người, nó hay được cá lăng lắm mọi người ạ. Đây, cá của hai anh em đây mọi người nhá. Thôi mình chào mọi người nhá, chào tất cả anh em đam mê nhá, hẹn mọi người những video lần sau nhá. Mọi người nhớ xem và đăng ký kênh, chia sẻ kênh ủng hộ mình để mình có thêm động lực đi làm những video mới hơn cho mọi người xem nhé.